Xin chào tất cả các chị em đang theo dõi video hướng dẫn kỹ thuật với bài tập Back Hyperextension. Ở trong bài tập ngày hôm nay thì Hương sẽ sử dụng với chiếc máy này. Bài tập này sẽ tác động vào phần cơ lưng dưới nhiều. Các chị em thân mến, trong thực tế chúng ta muốn có một vòng eo thon gọn thì không những chúng ta cần phải săn chắc cơ bụng trên, bụng dưới, hai bên lưng sườn, mà một điều mà chị em thường hay bỏ qua đó là chúng ta cần phải săn chắc ở phần cơ lưng dưới nữa. Ở phần cơ lưng dưới này, nếu mà chị em tập với cường độ cao, số rep nhiều thì chúng ta sẽ có một cơ lưng dưới rất săn chắc, khỏe mạnh, không những làm nhấn mạnh được đường rãnh phía sau lưng mà bên cạnh đó còn giúp cho chúng ta có một cơ lưng khỏe mạnh để tập tốt các bài tập chân và các nhóm cơ lưng khác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào kỹ thuật của bài tập Back Hyperextension. Các chị em thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ bước vào kỹ thuật tập luyện của bài Back Hyperextension. Các bạn biết rằng đối với những bài tập ở nhóm cơ lưng là chúng ta phải rất là chú ý, tại vì phần lưng của chúng ta là trong quá trình chúng ta tập sẽ có thể, nếu mà tập sai kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến cột sống của chúng ta. Bởi vậy chị em phải thực sự là chú ý đến vấn đề kỹ thuật. Ở kỹ thuật bài này thì Thu Hương xin được minh họa các phần kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải xác định được là đây là phần thân trên của Hương, phần thân trên. Đây là phần body trên. Và body dưới của chúng ta sẽ tính bắt đầu từ phần hông trở xuống hai bàn chân. Đây là phần body dưới. Ở bài tập này thì chúng ta phải giữ một cái biên độ, đó là ở ba tư thế. Một là chúng ta vuông góc, và hai là tạo thành một góc 45 độ và ba là đường thẳng. Vậy thì các góc này là như thế nào thì Thu Hương ngay sau đây Thu Hương sẽ mô tả cho các chị em. Ở bài tập này chúng ta sẽ thực hiện với chiếc ghế này. Hai chân của chúng ta đặt lên bàn sắt này. Chúng ta để hai chân của chúng ta sao cho có khoảng cách là rộng bằng vai. Người của chúng ta, các bạn thấy rằng đang trong tư thế này là tạo một góc với sàn nhà là 45 độ. Ở tư thế bắt đầu động tác thì chúng ta sẽ hạ người xuống. Vậy hạ người xuống như thế nào là chuẩn ạ? Khi các bạn hạ người xuống thì sao cho phần thân trên của Thu Hương, đây là phần thân trên của Thu Hương, phần thân trên vuông, tạo một góc vuông 90 độ so với phần thân dưới. Đây là phần thân dưới của Hương, từ mông trở về xuống dưới. Phần body trên, từ phần eo, từ phần này lên đến đầu là phần body trên. Hai phần này tạo với nhau một góc 90 độ. Nhưng mà khi một số chị em trong quá trình tập là các chị em là xuống rất là nhiều, và đồng thời đầu của các chị em là chuỗi xuống đất. Như vậy thì nó sẽ rất là tạo áp lực cho cái phần đầu, phần não của chúng ta, và máu của chúng ta cũng rất có cảm giác nó rất là nặng. Bởi vậy thì chúng ta bài tập này chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ hạ người xuống sao cho body trên vuông góc với body dưới, và đồng thời đầu của chúng ta phải ngẩng lên để thứ nhất là thăng bằng cơ thể, và thứ hai là đầu của chúng ta không bị máu dồn và không bị áp lực. Và lưng của chúng ta phải thế nào? Lưng của chúng ta phải thật là thẳng. Ở bài tập này bắt đầu động tác thì có một số chị em là sẽ tập theo tư thế là hai tay đan sang nhau, đan chéo như thế này. Một số chị em thì cầm tạ đằng trước để tăng thêm khối lượng, một số chị em thì đặt tay sau gáy. Thì ở trong bài tập này thì Hương cũng sẽ mô tả cho các chị em từng hình thái một. Rồi bây giờ động tác ở tư thế bắt đầu động tác, chúng ta vuông góc, ngẩng đầu lên, lưng thẳng. Bắt đầu động tác thì các bạn sẽ hít vào, chúng ta hít vào. Hai tay Hương đặt đằng trước, chúng ta hít vào và lập tức chúng ta gồng cứng cơ lưng dưới. Cơ lưng dưới ở đâu ạ? Đây là phần cơ lưng dưới. Đây là phần cơ lưng dưới của Hương. Tôi sẽ gồng cứng cơ lưng dưới này và Hương nâng người lên. Khi chúng ta nâng lên thì chúng ta sẽ động tác rất là dứt khoát và nhanh. Chúng ta nâng lên. Vậy thì nâng đến đâu là đúng ạ? Chúng ta sẽ nâng sao cho mà phần body trên của Hương tạo với body dưới thành một đường thẳng. Thì đây là biên độ cuối cùng khi mà chúng ta nâng người lên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề kỹ thuật, các bạn vui lòng quan sát minh họa sau nhé. Đây là vị trí động tác sâu tối đa và các bạn không nên xuống sâu hơn. Còn đây là vị trí động tác lên cao tối đa. Các bạn không nên lên cao như vậy nhé. Bây giờ Hương sẽ thực hiện lại động tác này. Tư thế bắt đầu động tác. Vuông góc, mặt ngước lên, rồi hít vào, gồng cứng cơ lưng dưới. Gồng cứng cơ lưng dưới, nâng người lên. Nâng người lên tạo thành một đường thẳng. Sau đó chúng ta lại trở về vị trí ban đầu. Với động tác này thì các bạn sẽ thực hiện là 12 rep và chúng ta thực hiện tối thiểu là 3 set. Bây giờ Thu Hương sẽ thực hiện set đầu tiên. Set đầu tiên, nào hai chân rộng bằng vai. Chúng ta có thể, Hương sẽ mô tả là chúng ta sẽ để tay sau gáy đi ha.
tay sau gáy. Rồi xuống 90 độ nào, hít thở vào, gồng cứng cơ lưng nâng người lên. 1. Tại vị trí này các bạn hít thật sâu bằng mũi, sau đó các bạn nín thở, tập trung toàn lực vào cơ lưng dưới, nâng cơ thể của mình lên. Thở ra tại vị trí cơ lưng ép nhé. Trong quá trình quỹ đạo động tác đi xuống, chúng ta lại hít vào. Rồi lại nín thở, nâng cơ thể lên. Rồi lại thở ra bằng miệng nhé. 4. Nhớ rằng khi lên phải tạo thành một đường thẳng. 5. 6. 7. 8. 9. Cố lên nào. 10. Sắp hết rồi. 11. 12. Rep cuối cùng. Wow. Các bạn nhớ các nguyên tắc căn bản trong bài tập này. Chúng ta nhớ rằng khi chúng ta tập lưng thì phải giữ lưng của chúng ta thẳng. Và thứ hai, nguyên tắc hít thở là chúng ta bắt đầu động tác, chúng ta hít vào và lên thì chúng ta thở ra. Khi lên thì các bạn lên thật nhanh, dứt khoát, và xuống thì khi hạ người xuống thì chúng ta sẽ hạ từ từ. Và sau đây là một số kỹ thuật sai của bài tập này. Một số chị em là hai chân của chúng ta là không để rộng bằng vai mà chúng ta để ở một khoảng cách rất là sát nhau như thế này. Một số chị em có thể chụm chân vào như thế này. Nếu mà tập như vậy thì khi chúng ta xuống và lên thì nó sẽ không làm, thứ nhất là nó không cân bằng được cơ thể, và thứ hai nữa là nó sẽ không tạo ra một sự kích thích tối đa vào cơ lưng. Một số chị em để như thế này, các bạn sẽ cảm giác là cơ thể của các bạn nó không ở trong một trạng thái cố định, vững chắc và cân bằng. Do vậy chúng ta phải để hai chân của chúng ta ở khoảng cách là rộng bằng vai hoặc nhỏ hơn vai một chút xíu. Đấy là về hai chân. Rồi một số chị em thì Hương gặp một số chị em ở tình trạng như sau. Là khi mà các bạn xuống thì khi các bạn khi mà chị em hạ người xuống thì chị em của chúng ta hạ người xuống quá thấp và đầu chúi xuống đất, cảm giác rất là áp lực. Đó, thì đây là kỹ thuật sai. Chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ tạo body trên và body dưới một góc 90 độ mà thôi. Rồi, nhớ rằng đầu của các bạn phải luôn ngẩng lên nha, để cân bằng cơ thể và không có áp lực, không có cảm giác áp lực bị máu dồn. Rồi, khi mà các bạn lên thì một số chị em mà lên rất là cao. Chúng ta lên rất là cao. Khi lên cao như vậy thì chúng ta thực hiện nhiều rep sẽ dẫn đến là bị đau lưng dưới và đau cột sống. Vì vậy chúng ta nhớ là biên độ của chúng ta chỉ giới hạn khi lên là trên một đường thẳng mà thôi. Và nguyên tắc là chúng ta tập thì chúng ta sẽ bắt đầu động tác, chúng ta hít vào và lên chúng ta thở ra. Đây là những nguyên tắc căn bản của bài tập này. Bài tập này thì Hương xin nhắc lại có những biến thể. Có những một số chị em thì đặt hai tay đằng sau gáy, một số chị em thì để tay đằng trước để cân bằng cơ thể, và một số chị em để tăng thêm khối lượng để có thể sử dụng thêm bánh tạ hoặc là tạ chuông. Vừa rồi thì tôi đã minh họa với tất cả các bạn những kỹ thuật đơn giản nhất và cơ bản nhất trong bài tập này. Đây là một bài tập mà phụ nữ của chúng ta nên tập luyện. Tại vì sao? Thứ nhất, bài tập này cũng rất là nhẹ nhàng và nữ tính. Và cái thứ hai là khi mà các bạn nâng người lên á, thì nó sẽ, khi mà chúng ta thực hiện động tác xuống và lên như thế này thì nó sẽ ăn toàn bộ, không những vào phần lưng dưới của chúng ta được kích thích tối đa mà bên cạnh đó các nhóm cơ cũng tham gia thực hiện cho bài tập này, đó là cơ mông, cơ đùi sau, toàn bộ phần cơ của body dưới của chúng ta cũng được tác động kích thích. Chính vì vậy bài tập này chúng ta thực hiện một bài tập nhưng mà có thể ăn được rất là nhiều một nhóm cơ, có thể tác động kích thích vào rất là nhiều nhóm cơ, đúng không ạ? Đây là một bài tập giúp chúng ta vừa tiết kiệm thời gian mà lại thực hiện với động tác mà giúp săn chắc cả lưng dưới và phần body dưới nữa. Ở trong bài tập này thì Thu Hương xin lưu ý tất cả chị em ở một điểm, đó là đối với những chị em mà trọng lượng vừa phải thì chúng ta có thể thực hiện là khi mà xuống thì chúng ta có thể thực hiện xuống vô góc và lên với biên độ sao cho mà người của chúng ta ở giới hạn và tạo thành một đường thẳng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều những chị em mà trong tình trạng là thừa cân hoặc là trọng lượng người là hơi nặng một chút mà chúng ta chưa đủ sức chịu đựng được cái trọng lượng của cơ thể, thì chúng ta miễn làm sao mà chúng ta thực hiện động tác này mà nằm ở trong cái biên độ giới hạn, không cần là phải xuống là quá vuông góc và cũng không cần phải lên là tạo thành một đường thẳng, tại vì khối lượng của cơ thể của chúng ta quá nặng đi. Đối với những người mà trọng lượng nặng như vậy thì tập với biên độ dao động lớn như thế thì có thể là sẽ rất là nguy hiểm, có thể là lưng và cột sống của chúng ta bị ảnh hưởng tại vì khối lượng cơ thể nặng quá. Thì chúng ta có thể thực hiện ví dụ như là chúng ta lên ở tư thế đầu tiên thì các bạn có thể như thế này và chúng ta lên như thế này. Thì khi mà chúng ta lên cao nhất có thể thì nó cũng tác động rất là kích thích vào cơ lưng dưới. Tại thời điểm này thì các bạn sẽ giữ lại 1 giây và chúng ta trở về vị trí ban đầu. Các
Các bạn nhớ rằng khi mà thực hiện bài tập này thì biên độ của nó là vuông góc, và khi xuống thì là body trên và dưới tạo thành một góc 90 độ. Và khi nâng người lên thì body trên và body dưới sẽ tạo thành một đường hơi thẳng. Đây là một cách tập với biên độ dao động lớn đối với những người mà có thể đã tập lâu rồi, hoặc là sức chịu đựng với khối lượng cơ thể khó tốt. Còn những người, các bạn nhớ rằng những người với khối lượng cơ thể lớn thì chúng ta có thể là tập không cần là lên phải một đường thẳng, mà cũng không cần là khi mà chúng ta hạ người xuống là không cần phải đúng góc 90 độ. Miễn sao là các bạn tập trong cái biên độ dao động này thì vẫn tác động vào phần cơ lưng dưới của chúng ta. Có thể thấy rằng đây là một bài tập về vấn đề kỹ thuật thì chúng ta cần phải chú ý, tại vì nó tác động đến lưng và cũng có thể là ảnh hưởng đến cuộc sống nếu mà chúng ta tập sai. Do vậy Hương rất mong là với video chia sẻ ngày hôm nay thì chị em có thể nắm được tất cả những kỹ thuật căn bản. Và chúng ta nhớ rằng là trước khi mà chúng ta tập bài này thì chị em nhớ là phải chỉnh lại máy. Tại vì ở mỗi một máy tập lưng dưới này thì nó sẽ có một khớp khóa ngay tại đây, thì chúng ta sẽ chỉnh lại sao cho phù hợp với vóc dáng và phù hợp với chiều cao của chúng ta. Một số chị em có cao tầm khoảng hơn 1m6 thì chúng ta nên chỉnh chiếc máy này phần này xích lên một chút để cho nó phù hợp với vóc dáng của chúng ta. Còn theo như Hương được biết thì một số chị em là dưới 1m6 là hay ở cái mức là thấp nhất. Thì ở bài tập này thì chị em nhớ cho Hương một vấn đề nữa, đó là khi mà chúng ta lên như thế này thì chúng ta nhớ là tại điểm mà các bạn cảm thấy là các bạn có thể nâng cao người lên được thì chúng ta nhớ là gồng cứng phần cơ lưng dưới, chúng ta nhớ là giữ lại khoảng 1 giây để kích thích phần cơ lưng dưới và các phần nhóm cơ ở phía sau nhé. Và hy vọng với bài tập ngày hôm nay thì các bạn đã có được những kiến thức cơ bản với bài tập Back Hyperextension. Sau buổi tập thì chúng ta nhớ là nên có một bữa ăn phục hồi nhanh chóng nhé, tại vì là bài tập này chúng ta có sự tham gia của rất nhiều các nhóm cơ chân, cơ lưng dưới và cơ mông. Các bạn có thể truy cập vào website thayonline.com.vn để biết thêm các thông tin về bài tập này dưới dạng nội dung và video cùng với các chế độ dinh dưỡng trên website. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể truy cập vào kênh YouTube Sẹt Thể Hình Online. Và nếu mọi thắc mắc cần liên hệ đến Thu Hương thì chúng ta sẽ vào trang Facebook của trang cá nhân của Hương, đó là facebook.com/hươngtrần.thol. Video xin được phép dừng tại đây. Nhớ rằng chúng ta sẽ tập 12 rep 1 set và tối thiểu 3 set các bạn nhé. Cường độ thật là cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video giáo án tiếp theo.